quả tấn công của Sông Lam Giang. Vẫn là cầu thủ áo trắng. Lực bóng khá nguy hiểm. Trong tình huống vừa rồi thì Abbas đã có được một pha đánh đầu ở và điểm vào cổng. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Và như vậy là màn lưới của đội chủ nhà đã rung lên. Đó là pha kết thúc bóng 1. Sau đồng tháp sẽ được giao cho Felix Cajada, người lắp vào chỗ của Samson. Rất nguy hiểm. Đó là pha đánh. Để đi xem là pha kết thúc bóng đầu tiên của đội chủ nhà. Một cú ném bóng mạnh vào khu 16-50. Duy Quang. Cú lực bóng của Duy Quang. Sẽ có một quả phạt góc cho đội chủ nhà. Bóng vừa chạm đầu của Thái Anh đập vào một chiếc áo trắng. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là pha chuyền bóng của vậy là bóng đã Cổ Phú. Rất tốt. Sau khi Thanh Hào rời sân thì Giang Hậu di chuyển vào giữa thi đấu vị trí trung vệ cùng với Thiết Liên. Cơ hội hít chưa bao hít giờ hai cú sút liên tiếp. Các cầu thủ áo vàng vẫn chưa thắng được thủ môn Việt Anh. Những cơ hội liên tiếp của các cầu thủ. Chúng ta cùng xem lại tình huống tranh chấp khá quyết liệt này. Dân hai cú sút liên tiếp. Hansen cú sút rất căng không ai sút. Cú để bóng sau đó là của Duy Quang. Vừa rồi Hansen đã có một pha sút bóng rất căng về phía tình huống khá trống trải lại để bóng quá bóng. Chúng ta xem là tình huống này. Đây là cú dứt điểm của Duy Quang. Một cú sút. Điều quan trọng nhất đối với các cầu thủ chủ nhà lúc này là bàn thắng sau màn tỷ số vẫn chưa đến. Và phản công nhanh của các cầu thủ đội Sông Lam Giang. Cú sút rất nguy hiểm. Đó là cú sút trong tư thế Felix Thái Anh.